Video này được tài trợ bởi Happy Henshin Store, shop đồ chơi mô hình tokusatsu vật lý đầu tiên tại Hà Nội. Hoạt động từ 9 giờ sáng đến 7 rưỡi tối hàng ngày tại địa chỉ số 7, ngách 25, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Thời gian vừa qua, chúng mình nhận được khá nhiều yêu cầu thực hiện bài review về TV series của Kamen Rider Kiss tới từ những khán giả xem kênh. Xong, vì hiện tại mình vẫn đang trong quá trình cày lại phần phim này và dự kiến phải tới cuối tháng 2 năm sau thì chúng mình mới tiến hành sản xuất clip review. Nên ở thời điểm này, nhân dịp cơn sốt về Kamen Rider Kiss vẫn còn khá nóng hổi, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review về movie Kamen Rider Kiss Yonin no Ace Toku no Kitsune, hay tạm dịch là Kamen Rider Kiss 4 Ace và Hắc Hồ. Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé! Đầu tiên sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh tập phim này. Kamen Rider Kiss, 4 Ace và Hắc Hồ là movie mùa hè của series Kamen Rider Kiss, chiếu song hành cùng movie Osama Sentai King Ultra Adventure Heaven tại các rạp ở Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7 năm 2023. Sau đó được phát hành Blu-ray và DVD vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Phim vẫn do biên kịch Yuya Takahashi viết kịch bản, Sojiro Nakazawa làm đạo diễn. Phần phim được cho là diễn ra sau tập cuối của TV series. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu phần cốt truyện của phim nhé. Như đã đề cập ở phía trên, bối cảnh của phim diễn ra sau những sự kiện của TV series. Ở thời điểm này, Ace đã sở hữu sức mạnh của thần sáng thế và đẩy lùi Sueru. Còn Keiwa, ngoài việc sở hữu Bujin Sword, đã quay trở về với chính đạo. Tập phim mở đầu với sự kiện cây Yamato thế giới bất ngờ xuất hiện, mang theo bè lũ quân đoàn Yamato đổ bộ dày đặc khắp thành phố. Các Kamen Rider chủ chốt của giải đấu Design Grand Prix phải tạm hoãn trò chơi săn kho báu để đương đầu với mối họa này. Ngay sau đó, trong tình thế các Rider bị áp đảo về mặt quân số, Ukio Ace, người hiện đang sở hữu sức mạnh của thần sáng thế, đã tới ứng cứu kịp thời. Ngồi phía sau quan sát trận chiến là thế lực phản diện của phim, Mela và Melo, mang danh những kẻ sát thần, là những tên tội phạm tới từ tương lai. Mục tiêu chúng nhắm tới không ai khác chính là thần sáng thế Ukio Ace. Ngay lúc Ace, trong hình thái Kiss 9, chuẩn bị tung đòn tất sát vào cây Yamato, Mela đã phân tách thế giới ra làm 4, kéo theo đó là 4 bản thể tính cách trong Ace cũng bị phân rã theo, bao gồm Ace miền Tây, đại diện cho thể lực, Ace hoang đảo, đại diện cho vận may, Ace học giả, đại diện cho trí tuệ, và cuối cùng là Ace ý chí, đại diện cho đồ thừa. Mela chê không thèm lấy. Mỗi Ace đều tồn tại những thiếu sót, điểm yếu so với bản thể hoàn chỉnh. Mela muốn tận dụng yếu tố đó để dễ dàng đánh bại những vị thần, đồng thời đánh cắp sức mạnh để tạo ra Cross Kiss Sparkle, chiếm lấy nguồn sức mạnh áp đảo để khởi động trò chơi hủy diệt thế giới. Đứng trước thế lực phản diện đầy mưu mô, toan tính, làm chủ cuộc chơi cũng như áp đảo về sức mạnh, đồng thời lại mất đi lợi thế rất lớn là sự hậu thuẫn của thần sáng thế Ukio Ace. Những người hùng của chúng ta sẽ phải làm cách nào để đương đầu với hoàn cảnh éo le này? Các bạn hãy xem Kamen Rider Kiss, 4 Ace và Hắc Hồ để tìm hiểu kỹ hơn nhé! Để nhận xét, có thể nói movie này mang một cốt truyện cơ bản, truyền thống và dễ xem hơn khá nhiều so với những vấn đề phức tạp diễn ra trong những mạch cao trào của TV series. Ta được giới thiệu tới một kẻ phản diện ao trình về đầu óc và sức mạnh, gây biến cố cho dàn nhân vật chính diện, thách thức ý chí chiến đấu của họ, khiến những người hùng phải tìm cách chống trả, nghĩ ra giải pháp để lật ngược tình thế. Thứ tạo nên sự thu hút cho Kamen Rider Kiss, 4 Ace và Hắc Hồ chính là nguồn năng lượng tích cực, vui tươi mà phim đem lại, dẫu được đặt trên bối cảnh là trò chơi tận thế, hủy diệt thế giới của Mela và Melo. Đặc biệt ở nửa đầu phim, khi bốn bản thể của Ace bị phân tách, khán giả được chứng kiến những màn hóa thân vô tri, bám sát về tính cách ngoài đời nhất của Kan Hideyoshi. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Ukio Ace ngầu lòi, thân thái, danh mãnh mà ta thường được biết. Việc đem tới một thế giới khốn đốn, đứng trước bờ vực diệt vong khi thiếu đi sự bảo hộ của thần sáng thế, phần nào cũng khắc họa tầm quan trọng của Ukio Ace đối với mạch phim và những nhân vật trong phim. Khác với việc những player luôn phải đối đầu nhau để giành lại thắng lợi trong giải đấu Design Grand Prix, ở movie này, họ cùng phải đương đầu với kẻ thù chung là Mela và Melo, tìm mọi cách bảo vệ những bản thể bị phân rã của Ace, hòng tìm ra cơ hội đảo ngược cục diện. Điều này tạo được sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau của những nhân vật chính diện. Hai kẻ phản diện Mela và Melo tuy mang theo nhiều dã tâm nhưng cũng mang năng lượng khá tích cực, nhẹ nhàng, tươi vui. Movie cũng đã đề cập sơ qua về con người ở thế giới tương lai. Tại một viễn cảnh rất xa sau này, thế giới đã bị hủy diệt. Để tồn tại, loài người đã tự biến mình trở thành dạng dữ liệu. Ở hình dạng này, người ở thế giới tương lai không có khái niệm về tuổi tác hay cái chết, đồng thời cũng không có khái niệm về sinh sản. Điều này đã từng được nhắc tới trong TV series.
Có vẻ như biên kịch Yuya Takahashi có niềm đam mê mãnh liệt với việc khiến con người tồn tại dưới dạng dữ liệu, khi mà 3 phim Kamen Rider do chú viết đều có chi tiết này. Có thể nói, phần movie này cũng có khá nhiều điểm tương đồng với sự kiện Dry and Kind, movie Tyson Full Throttle. Các vị thần bảo vệ thế giới trong cả hai movie đều bị một thế lực tồn tại dưới dạng dữ liệu đánh bại. Xuyên suốt movie là màn thể hiện của các nhân vật phụ trong lúc chờ nhân vật chính trở lại. Phản diện ở movie Tyson Full Throttle là Megahex cũng gặp hoàn cảnh tương tự với những người ở tương lai trong series Geass. Để hành tinh Megahex có thể tiếp tục tồn tại, họ đã tự biến mình thành dữ liệu. Chỉ khác là mỗi cá thể người tương lai trong Geass vẫn có ý thức độc lập, còn Megahex thì hướng tới một thế giới đồng bộ. Thật đáng tiếc, vào thời của Kain, các Rider đã cố gắng chiến đấu để loài người thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ này. Nhưng ở một tương lai xa thì thế giới vẫn bị hủy diệt và có kết cục tương tự như Megahex. Đây có lẽ cũng là lời cảnh báo ngầm trong phim nhằm nhắc con người nên có ý thức hơn trong việc bảo vệ địa cầu. Một điều nữa được phim làm khá tốt đó là màn chào sân của người hùng kế nhiệm Kamen Rider Godchard. Với những phân cảnh chiến đấu đẹp mắt, mang đúng chất giả kim thuật, điều mà phiên bản Godchard trong TV series thể hiện chưa tốt, chưa thuyết phục được khán giả. Điểm yếu của movie này nằm ở phần kết phim, với những vấn đề cố hữu như búp sức mạnh tình bạn và niềm tin thái quá, giải quyết phản diện theo cách khiên cưỡng, chưa đủ thuyết phục. Tuy vậy, nếu xét tổng thể, movie Kamen Rider Geass, 4 Ace và Hắc Hồ vẫn là một tập phim có cốt truyện tương đối cơ bản, nhẹ nhàng, giải trí, cuốn hút và dễ theo dõi. Giờ mình sẽ tiến tới nhận xét phần nhân vật. Ở clip review lần này, để đảm bảo thời lượng phù hợp, mình chỉ tập trung nhận xét 4 bản thể của Ace cùng 2 tên phản diện Mela và Melo thôi. Những nhân vật khác sẽ được đánh giá chi tiết hơn ở bài review về TV series của Kamen Rider Geass nhé. Với 4 bản thể của Ace, mỗi phiên bản có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nhìn chung, đây là cơ hội để nam diễn viên Kan Hideyoshi được diễn như không diễn, được hóa thân thành các nhân vật đúng với tính cách vô tri, nhí nhố, cợt nhả của bản thân cậu ngoài đời. Đối với cá nhân mình, phiên bản Ace miền Tây đại diện cho sức mạnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất với nét tính cách có phần cục xúc, nóng nảy, tay nhanh hơn não, cùng những pha tấu hài đi vào lòng đất, duyên dáng tới khó quên. Những bạn đã xem movie này chắc không thể quên được cảnh Ace miền Tây quăng thẳng Magnum Race Buckle vào đầu Yamato. Cảnh cậu ngã khỏi lưng ngựa tới chổng phao câu. Hay cảnh cậu tự biến mình thành ngựa và ép Buffa phải cưỡi. Phiên bản Ace đảo hoang đại diện cho vận may có thời lượng lên hình ít ỏi hơn, cũng không có quá nhiều câu thoại, nhưng vẫn để lại ấn tượng bởi sự ngờ nghệch, ngớ ngẩn và vô tri, với hai câu nói cửa miệng Happy, Lucky cùng vận may tới phi thường của cậu. Phiên bản Ace ý chí, phần dư thừa mà Mela xem nhẹ, coi thường, không thèm bắt cóc, hấp thụ lại mang nhiều nét tương đồng với Ace hoàn thiện nhất, đặc biệt ở thần thái và nét mặt. Song lại quá yếu ớt về thể lực, ít nhiều cũng đem tới những pha tấu hài khó đỡ. Sau cùng, phiên bản Ace học giả, đại diện cho trí tuệ, có lẽ là phiên bản Ace mờ nhạt và ít tạo dấu ấn nhất. Người tuy sở hữu trí tuệ nhạy bén, nhưng thể lực lại yếu ớt, bị say xe và vấp té khi xuống tàu. Điểm sơ qua từ chính diện của phim, ta có sự góp mặt của Sumeri, Michinaga, Neon, Keiwa, Win, Sae và bác Itetsu Tanba. Đa phần góp mặt dưới vai trò kép phụ, dàn nhân vật đồ sộ này thể hiện khá tròn trịa vai trò của bản thân. Trong số đó, Michinaga và Keiwa được phân bố đất diễn nổi bật hơn cả, khi có một trường đoạn tương đối dài cùng phối hợp chiến đấu với Cross Geass. Dưới hình dạng Bujin Sword, Sakurai Keiwa đã cống hiến một trận đấu vô cùng mãn nhãn. Xét về ấn tượng cá nhân, theo mình, nhân vật Michinaga và bác Itetsu để lại ấn tượng khá đậm nét. Michinaga có những mảng tương tác, tung hứng, mảng miếng khá hài hước về Ace miền Tây. Còn bác Itetsu mang tới phong thái ấn tượng của một người lớn tuổi trưởng thành, già dặn, giàu kinh nghiệm sống, giống với những dấu ấn tốt đẹp mà bác đã để lại trong TV series. Về thế lực phản diện trong phim, ta được giới thiệu tới hai kẻ tội phạm từ tương lai là Mela và Melo. Mang danh những kẻ sát thần, mục tiêu lần này được chúng nhắm tới là thần sáng thế Ukiyo Ace. Sau khi phân tách Ace ra thành 4 bản thể, Mela đã bắt giữ Ace sức mạnh, Ace vận may và Ace trí tuệ để tạo ra Cross Geass Race Buckle. Nắm giữ sức mạnh sáng thế trong tay, trở thành Kamen Rider Cross Geass, Mela trở thành thế lực vô cùng đáng sợ khi ao trình toàn bộ những Rider chính diện trong phim. Nghiêm trọng hơn, Mela muốn tận dụng sức mạnh này để hủy diệt thế giới hiện tại. Tuy mang nhiều dạ tâm là vậy, nhưng nhân vật Mela xuất hiện trên phim với phần tạo hình và tính cách khá vui tươi, hài hước. Được biết,
Sở dĩ Mela khá tưng tửng và con nít như vậy là bởi hắn được lấy hình tượng từ Yako, dã hồ, một loài yêu quái có nguồn gốc từ hồ ly, rất tinh nghịch, thích trêu chọc và làm hại người khác. Xét tổng thể những nhân vật phản diện xuất hiện trong movie của Kamen Rider, cá nhân mình thấy Mela không phải dạng phản diện quá ấn tượng. Hắn không được khắc họa chiều sâu, chỉ được thể hiện nét tính cách bề nổi tấu hài, tinh nghịch, cùng dã tâm, tham vọng lớn khi muốn đánh cắp sức mạnh sáng thế và hủy diệt thế giới. Tuy kế hoạch thông minh, tỉ mỉ là vậy, nhưng Mela lại mau chóng bị sức mạnh tình bạn của Ace hạ gục một cách dễ dàng, khiến hắn không thể hiện được cái tầm vốn có của thế lực phản diện mang danh kẻ sát thần. Nhân vật Melo thậm chí còn mờ nhạt hơn thế. Tuy là mắt xích then chốt dẫn đến sự bại trận của Mela sau này, nhưng Melo chỉ như một bình hoa di động xuất hiện song hành cùng Mela xuyên suốt thời lượng phim, livestream tường thuật cho khán giả xem diễn biến kế hoạch của Mela, chứ không để lại ấn tượng gì quá đậm nét cả. Nếu giản lược bớt nhân vật này đi thì mình nghĩ cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới tổng thể mạch phim. Nhìn chung theo mình đánh giá, yếu tố nhân vật trong movie Kamen Rider Geass, 4 Ace và Hắc Hồ chưa được đảm bảo tốt. Khá nhiều nhân vật quan trọng bị thiếu đất diễn, phản diện cũng không mấy ấn tượng, chỉ tấu hài là nhiều chứ chưa thể hiện nổi bật sự đáng sợ và mối đe dọa của bản thân. Xem hết phần phim điện ảnh này, có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất đọng lại cho mình là 4 phiên bản cực kỳ bát nháo, vô tri của Yukio Ace mà thôi. Tiếp đến là nhận xét phần hành động và kỹ xảo của phim. Ở phần hành động, vẫn giữ vững phong độ như trong TV series, movie Kamen Rider Geass, 4 Ace và Hắc Hồ được chỉ đạo võ thuật vô cùng tốt, với những pha ra đòn đẹp mắt, sáng tạo, đầy tính kỹ thuật, đặc biệt trong trường đoạn chiến đấu của Kamen Rider Cross Geass với Kamen Rider Geass One Ace. Các góc quay và động tác máy cũng góp phần tương trợ tốt cho cảnh chiến đấu trong phim. Đặc biệt, phim sử dụng mượt mà một vài góc quay góc nhìn thứ nhất, tạo sự chân thực, cuốn hút như đưa khán giả hòa mình vào cùng trận chiến. Phần kỹ xảo của phim cũng được làm rất tốt, rất chỉnh chu. Phim còn đem đến cho ta những phân cảnh cực kỳ đẹp mắt, có gu, mang đậm dụng ý nghệ thuật. Ví dụ như cảnh chơi chiêu tất sát của Kamen Rider Geass One Ace. Cuối cùng trong bài review hôm nay, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn một vài thông tin bên lề xoay quanh tập phim điện ảnh này. Movie Kamen Rider Geass, 4 Ace và Hắc Hồ là tác phẩm đầu tiên được chứng nhận bởi Hiệp hội các nhà sản xuất phim điện ảnh Nhật Bản. Ace không hề sử dụng format Nimbus xuyên suốt tập phim này. Phần phối màu của Kamen Rider Cross Geass là âm bản từ màu sắc của Kamen Rider Geass 9. Tạo hình của Kamen Rider Cross Geass là sự kết hợp từ phần mũ của Geass 9, giáp ngực, giáp vai và giáp đùi của Kamen Rider Vulcan Lone Wolf, phần giáp cẳng tay và cẳng chân của Kamen Rider Revive Volcano Rex Genome. Ở các phân cảnh biến hình của Kamen Rider Cross Geass, ta có thể dễ dàng bắt gặp phần model 3D của bộ giáp chỉ là âm bản của Geass 9, chứ không phải phần tạo hình vốn có của Kamen Rider Cross Geass. Kamen Rider Cross Geass được lấy cảm hứng từ loài Cross Fox. Theo thông tin từ Wikipedia, đây là biến thể màu sắc hắc tố một phần của cáo đỏ, với sọc dài sẫm màu chạy dọc lưng, giao nhau với một sọc dài khác tạo thành hình chữ thập trên vai. Loài này sống phổ biến ở khu vực phía Bắc Canada, hiếm thấy hơn so với cáo đỏ thông thường. Movie Kamen Rider Geass, 4 Ace và Hắc Hồ cũng đánh dấu việc một số nhân vật trong phim có khả năng phá vỡ bức tường thứ tư khi nhìn trực diện vào ống kính và tương tác với khán giả xem phim. Nổi bật có thể kể đến là Jin và Sumuri. Đi kèm với Blu-ray của movie Kamen Rider Geass là cuốn sách Original Storybook, Who is Melo. Nội dung cuốn sách kể về quá khứ, nguồn gốc, chi tiết sức mạnh cũng như hành trình sát thần của cặp đôi Mela và Melo. Vậy, trên đây là tất cả những nhận xét, đánh giá của chúng mình về movie Kamen Rider Geass, 4 Ace và Hắc Hồ. Nhìn chung, đây là một phim điện ảnh với nội dung khá cơ bản, nhẹ nhàng, dễ xem, với nhiều phân đoạn tấu hài duyên dáng, vô tri, đem tới nguồn năng lượng tích cực cho khán giả xem phim. Thế lực phản diện tuy không quá ấn tượng, nhưng vừa đủ để tạo tình huống và truyền tải nội dung phim. Khác với giai đoạn cuối của TV series Kamen Rider Geass với hàng loạt những drama, nút thắt, mâu thuẫn căng thẳng, mệt mỏi, thì phần movie này lại rất tươi sáng, dễ chịu. Ta có thể coi đây như một ưu điểm của phim. Còn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về phần phim này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker!
俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。